Chào thầy và các bạn, mình là Nguyễn Thanh Trọng, mã số sinh viên là 15141076. Hôm nay mình sẽ làm video về bài tập 1, đó là hiển thị số như cái hình bên đây, với chức năng như hình bên đây. Và ở đây mình đang sử dụng phiên bản Android Studio là 3.1.4. Và đầu tiên mình sẽ tiến hành tạo project mới, file new project. Mình sẽ đặt tên nó là bài tập. Trước tiên muốn nhập được thì mình phải tạo cái khung ở bên phần test. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái layout machine.
bottom. Mọi cái bottom ở đây thì mình cần phải chèn thêm cái frame nữa. Background frame của bottom. À, mình sẽ copy bỏ vào cái bottom. Chưa có kết quả vì mình chưa nhập code. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái line layout. Cơ bản là vậy, các bạn phải chỉnh sửa lại. Rồi mình sẽ tạo một cái
theo chiều dọc qua chiều ngang, thì ở đây thì mình thấy theo cái yêu cầu đề bài sẽ viết theo chiều dọc, thì mình sẽ chia này ra thành chiều dọc là vertical. Thì trong vertical thì mình bắt đầu mới chia ra bài này là 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần, 9 phần. Vậy thì mình sẽ chia nó làm 12 phần đi, là quay sum. Thì nó không giới hạn chiều dọc nên mình chiều rộng mình sẽ để max và chiều ngang mình sẽ để 0 dB. Và ở đây mình phải cần có một cái ID cho nó là number one. Rồi ở đây là mình sẽ tiếp trọng lượng bao nhiêu là mình sẽ cho trọng lượng đó là sẽ là một number one. Thì ở đây mình sẽ tạo cái hai hint hint thế này, mình sẽ cho nó là number one 2 chấm. Thì cái kiểu style của nó sẽ là gì? Text style là tên nghiêng hay là đậm rồi, tên nghiêng. Rồi tương tự mình sẽ tạo một cái edit ở phần sau nhưng mà sẽ là number 2. Number lượng là một. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái test view, thì ở đây sẽ là max và đây sẽ 0 dB. Thì cái test view này sẽ không cần cái ID nhưng mà nó sẽ cần cái trọng lượng đó. Nhưng ở đây mình sẽ không thể viết ở trong đây được và mình phải viết nó là một cái layout luôn. Trong phần này sẽ chia làm hai phần nữa và phải chia theo chiều ngang là vertical. Thì chia theo chiều ngang thì phải chia làm hai phần đó. Và cái phần thứ nhất sẽ là cái test view này sẽ là 0 dB bởi vì chiều ngang của nó đã được giới hạn rồi. Và phần này sẽ là max. Trong phần test view này mình sẽ không cần được ID mà mình sẽ chỉ cho cái khối lượng của nó là 1 và cái test. Ở đây mình muốn cái test là chữ result. Chữ result này thì mình muốn nó phải in nguyên là 1. Mình lên đọc insert list. Ok, result 2 chấm. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho nó hiển thị với cái test view. Test view này cũng là 0 dB và max. Và mình sẽ chiếm tỷ trọng là 1. Ở đây mình sẽ cần đặt tên cho nó một cái ID là kết quả. Và sau đó cái kết quả này mình sẽ hiển thị lên. Mình cho ví dụ như cái size của nó là 24 dB và cái kiểu của nó sẽ là in đậm đi. Tiếp theo là mình
làm qua bề ngang là bao nhiêu phần? Thì ở đây mình muốn là chia nó làm 21 phần, bởi mỗi cái là 5 phần, hai cái biên này mình sẽ chia làm 2, nên mình sẽ cái biên cuối thì mình sẽ không cần khai báo nữa, thì nên mình sẽ chia là 19 phần thôi. 3 nhân 5 15, 16, 17, 18, 19, hai cái cuối mình sẽ không khai báo. Tiếp theo mình sẽ tạo, bắt đầu tạo cái test view đầu tiên. Đây sẽ là 0 dB và max ở đây sẽ chiếm tỷ trọng là 1, 2 chứ, là cái chiếm phần đầu tiên và không có gì trong đây cả. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu tạo một cái bottom, thì cái bottom này cũng sẽ là 0 và max. Lưu ý là ở đây 0 dB, không là nó sẽ sáng đỏ. Phần này mình sẽ tiến hành đặt cho một cái ID là dòng cộng và nó chiếm tỷ trọng là 1, 2, 5 phần. Rồi ở đây mình đã tạo một cái bắt ra cho nó, thì không, tại sao mình lại không đem nó vào bắt ra farm nào? Và ở trong cái background này mình sẽ viết cái gì? Mình sẽ in đậm nó và mình sẽ viết cái màu cho nó là màu đỏ. Ở đây tôi không biết mã màu đỏ nên tôi phải bấm như thế này, chính xác là màu đỏ. Và mình sẽ viết cái chữ test vào. Tiếp theo là mình sẽ tạo một cái test view nữa, nhưng mà khoảng cách nó chỉ là 1 thôi, 0 dB và max và phần trăm của nó là 1 trọng lượng thôi. Và tiếp theo mình sẽ tạo một cái bottom thứ hai. Bottom thứ hai này sẽ là 0 dB và max, thì mình cần phải tạo ID cho nó là dấu trừ. Ở đây mình quá nên mình sẽ copy đó, bắt vào. Oh, quá sai rồi, phải dấu trừ không, sửa lại dấu trừ. Và tiếp theo là mình sẽ tạo một cái test view. Test view là 0 dB và với trọng lượng là 1. Tiếp và tạo cái bottom ở đây là 0 dB và max. Thì bottom này cần phải có cái ID, ID ở đây là dấu chia, thì và chiếm trọng lượng là 1, 0, 5. Ok, bắt ra. Ở đây mình sẽ sửa nó là dấu chia, hoặc là mình sẽ kiếm cái hình chữ của dấu chia mình thêm nó vào. Rồi ok, đã đủ. Thì mình sẽ thoát cái line layout này ra và tạo một cái line layout nữa, thì cái line layout này sẽ là max và 0 dB. Trong phần layout này mình sẽ tiến hành
chưa hiểu là mình cho trọng lượng nó bao nhiêu, mình sẽ cho trọng lượng nó vào đó, mình cần phải tạo một cái khoảng cách là 2 tháng này thì mình sẽ tạo cái test view. Sẽ sử dụng cái mấy cái cuối cùng là mình sẽ tạo cái test view.
sẽ qua phần main activity ha. Sẽ giải thích code một xí. Ở đây là mình sẽ tạo những cái biến nấm 1, nấm 2 để detect. Đây là cái bài lên đây mình sử dụng hồi nãy. 3 2. À, cái này không sử dụng được. Đây, tên của mình vào nút nhấn. Ở đây bạn thấy một cái điều đặc biệt là nó chưa có cái bách rau ngoài viền. Bài tập 1 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại.